Thấy nó mơn mởn không? Rất là mập nha. Mập chưa? Hoa còn những người phải vặt bớt này. Đấy, hoa đấy. Vặt rất nhiều hoa luôn này, hoa này. Bỏ đi cho cây nó còn lên chứ nhỉ. Mầm xanh này. Đây, hoa này. Đó, hoa đấy. Mình gặt bỏ hoa nhá. Hoa nó đây ạ. Cành dâm thôi mà cũng ra hoa các bạn nhá. Đây. Cái những gốc hạ đen mình dâm này, tương lai thì những cái gốc này nó sẽ là những gốc ghép mới của mình. Mình sẽ dùng hạ đen làm gốc ghép. Đấy. Bạn cái mình ươm trong xốp mà nó lên tốt không? Đó. Các bạn nhìn kỹ thì cũng là dễ trồng. Đấy. Đấy, dễ trắng đấy. Đây là những mầm xanh ngón tay đen nha. Mình đã vặt hoa rất nhiều lần rồi. Đây, các bạn thấy nó mơn mởn không? Mầm rất là mập nha. Mập chưa? Hoa còn những người phải vặt bớt này. Đấy, hoa đấy. Vặt rất nhiều hoa luôn này, hoa này. Bỏ đi cho cây nó còn lên chứ nhỉ. Mầm xanh này. Đây, hoa này. Đó, hoa đấy. Mình gặt bỏ hoa nhá. Hoa nó đây ạ. Cành dâm thôi mà cũng ra hoa các bạn nhá. Đây. Có rễ hết rồi đấy. Đây như cây này có rễ mình đã phủ lên này. Bới ra cho bạn xem rễ nhé. Đấy, rễ trắng chưa? Một thời gian nữa mình sẽ gửi cho các bạn nhé. Những cây này là những cái cây mình sẽ tặng cho các bạn. Free luôn. Đó. Còn mình sẽ bán giống là sẽ bán giống cây chuẩn F1 nhá. Sẽ không bán cho các bạn những cái cây như này đâu. Những cây này là cây từ gốc mẹ thôi. Nó cũng chưa đạt 5 tuổi đâu. Để cho ra những cái cành cây để mình dâm lên để lấy chuẩn F1 thôi. Đây là những cái cành cây không đạt. Nhưng mà trồng vẫn có quả bình thường. Nhưng mà năng suất bán cho người nông dân thì sẽ không được. Trồng sẽ không kinh tế. Các bạn trồng sân thượng hay trồng tại nhà thì nó vẫn đạt hiệu quả cho các bạn có quả để ăn. Chẳng qua là nó không sai thôi, nhưng mà một vài năm sau thì nó khi gốc cây nó đã già rồi thì nó cũng ổn định thôi. Quả nó cũng rất là nhiều, không kém phần gì cây F1 cả. Đấy, chẳng qua là cái thời gian sinh trưởng của nó sẽ không bằng cái cây F1. Cây F1 nó cho quả nhanh hơn, mà chất lượng quả nó đạt hơn, nó sai hơn. Có thể chất lượng quả nó sẽ to hơn. Chùm hoa nó sẽ dài, nó không như những cây này, chùm hoa nó sẽ bé, quả sẽ ít. Chất lượng quả nó bé và nó ngắn, nó không ngon bằng. Đấy.
Thì đấy là các bạn mua cây giống thì cứ liên hệ mình nhé. Mình là Phạm Quang, chủ admin kênh Hội Trồng Nho Vĩnh Phúc. Số điện thoại liên hệ 0382 411 689. Chào cả nhà buổi sáng nhé. Mời cả nhà ngắm lại một lần nữa. Mình ở Vĩnh Phúc nhá. Đấy, đây là cây, những cây ngò nho, ngò tây đen. Đấy. Đấy, hoa bé tí này thôi. Nếu mà cây mà đã có rễ rồi mình để thì chỉ trong vòng 2-3 ngày thì trùng hoa nó sẽ giãn chi và nó sẽ to ra thôi. Nhưng đây mình phải vặt đi để cho nó còn lớn như thế này này. Đấy, những cây như này mình đã vặt rồi này. Đấy. Mưa chưa? Chào cả nhà nhá.